các bạn, chào các chào mừng các bạn đã đến với kênh Đảo Bánh Đèo. Mình là Như và hôm nay mình sẽ khui hộp shopping. Thì cái hộp này trên tay của mình là hôm bữa mình săn đi được một cái đồng hồ 1.000, nghe chưa? Đồng hồ đâu rồi? Đồng hồ nữ với giá thời trang, mình săn nó được với giá là 1.000. Thì để mua được nó thì cái đơn hàng tối thiểu phải là 20.000. Nhưng mà mình vô shop đó mình thấy có bán quá trời luôn. Mình mua một đống luôn. Nói chung là mình mua sao mà đấy, là chỉ cần 20.000 là người ta ship rồi, thì mình mua tới 120.000 lận. Thì hôm nay mình sẽ khui cái hộp này ra cho các bạn xem hôm nay là gì nha. Nếu mà các bạn muốn mua thì mình đã có để link ở dưới, link ở dưới mô tả rồi á. Các bạn cứ nhấp vào link và mua là được nha. Chúng ta sẽ bắt đầu khui hộp này nào. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu khui hộp ra nha. Thì đóng gói khá là kỹ, nhìn có vẻ chắc chắn á. Ta-da! Hộp chắc chắn á. Wow. Đây, bây giờ mình sẽ lấy ra hết. Đơn hàng này tổng cộng là mình mua bao nhiêu đây thứ nè, là 120.000 nha mấy bạn. Thì mình có để lên ở dưới mô tả đó, mấy bạn có thể tham khảo nha. Mình không hiểu tại sao là cái này nó lại nằm ở ngoài cái bịch, gửi kèm cái bịch. Thì không tin được. Cái này là một cái headphone, nhìn có vẻ khá là cute nhỉ, không biết là có nghe được không. Mình cũng không biết làm sao để xoay nó lại nghe sao. Thôi kệ nó đi, để nghiêng bên đi. Rồi thì đây là cái đồng hồ mà mình săn được đi một ca. Thiệt tình là mình bị cuồng màu hồng. Mặc dù là cái đồng hồ này màu hồng nó xấu quắc luôn á. Sau khi mà mình đặt xong rồi, cái mình vô mình nhìn lại nó uổng quái. Tại sao mình lại đặt màu hồng? Đấy, mình phải đặt một màu khác chứ. Tại sao mình lại đặt màu hồng? Để các bạn nhìn thấy không, cái cọng dây màu hồng nó hơi không được đẹp lắm. Màu trắng với màu đen thì mình nghĩ là đẹp hơn. Đây, đồng hồ mình săn được giá 1k. Thì kha còn mới tin nè. Nè, nó có cái này nữa nè. Cái này là theo trong clip giới thiệu á. Và khi mà các bạn bứt cái này ra rồi thì đồng hồ nó bắt đầu chạy. Chứ là mấy bạn thấy nãy gì nó đâu có chạy đâu nè. Thấy trên đây nó có hai cái đồng hồ nhỏ nhỏ nè. Chắc để trưng cho vui ấy nhỉ, chứ nó không có chạy. Đây, nhìn chung thì khá là ok. Với giá 1.000 là cái này là quá ok luôn rồi. Cái này chỉ dặn giờ được thôi nè. Còn hai cục này để cho vui chứ dặn không được. Đẹp lắm. Đó. Mình cũng được chứ không đến nỗi. Thì mặc dù là bây giờ là có thể là nó không còn xem 1k nữa, nhưng mà mấy bạn cứ vô xem sao, xem coi giá nó như thế nào. Tại vì mình có để link ở dưới mô tả đó, mấy bạn hãy vô xem nha. Đây, khá là ok, giá rẻ. Đây, xinh, cũng xinh. Rồi, cái đồng hồ này nhìn có vẻ hay hơn nè, ok hơn nè. Cái này thì mình mua với giá là 25.000. Đây. Nhưng mà nó bị chày rồi, cái mặt đồng hồ nó bị chày rồi. Mà cái kim sao nó xì đa quá vậy? Cái kim nè, lắc thôi nó cũng lung linh nữa. Mà rồi mặt đồng hồ bị chày, nhìn không đẹp lắm. Nè mấy bạn thấy không, mấy bạn thấy nó bị chày nè. Mấy có thấy không? Nó bị chày, nói chung là nó bị chày, nhìn không được đẹp lắm. Chứ là hình như mình đặt màu cái mặt đồng hồ màu trắng này kìa. Đây, nhìn cái này nó giống đồ cũ vậy đó. Nè mấy bạn nhìn cái này đỡ nè. Cái này nó đỡ. Đây, nè. Đó, còn cái này nó đen ở chính giữa hết rồi, giống như đồ cũ.
Rồi, dây da thì ok. Chưa biết là có chạy hay không. Hi, này là cái kiến mua kèm. Tại vì mình thấy nó dễ thương quá. Cái kiến này như mua 30,000 á. Xịn nè. Nhìn có vẻ xịn đó. Cầm vô gờ vô. Cứng cáp chắc chắn. Không biết là đeo cái kiến này mình sẽ như thế nào. Mà nhìn ok chứ. Nè. Mua kèm với cái đồ đeo kiến. Mà nhìn đẹp. Cái kiến này nhìn đẹp. Nhìn là với giá 35,000 thì cái kiến này là quá tuyệt vời. Còn này, này mình mua, hình như mình săn được với giá 16,000 hay gì á, không nhớ rõ. Nhưng mà không biết là nó có xài được hay không. Bây giờ cụ thể là mình không biết làm sao để xoay nó. Xoay đó. U. Mẹ ơi, nó mới kêu một cái tách một cái á. Đây. Thì mình phải mạnh tay với nó. Không biết có nghe được không thôi, nhưng mà nhìn hình thức thì cũng khá là ok. 16,000 thì ổn rồi. Có cả cái bọc, ship kèm cái bọc chứ không bỏ vô. Món cuối cùng. Món cuối cùng là một cái khăn choàng. Một cái khăn choàng. Mình mua 40,000 á. Mà sao nó to quá trời. Sao mà nó to quá trời, mình không nghĩ là nó lại to như vậy. Đây, phu ra luôn. Đây. Chất vải khá là ok. Mềm, ok được. Rồi. Đến đây là hết rồi. Hết tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng của mình rồi đó. Mình sẽ trưng hết nó lên đây. Hi hi. Đây. Mình có để link ở dưới mô tả đó. Nếu mà bạn thích món nào thì bạn cứ nhấp vào cái link nha. Tham khảo đi. Giá đó, mình thấy chỗ này bán khá là được. Ok, video này là hết rồi. Cảm ơn mấy bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Bye bye mấy bạn. Hẹn gặp lại mấy bạn về video tiếp theo.